Ê, hôm nay mình sẽ đi làm món sung muối nha. Mình đi hái sung, mình làm sung muối chua nha. Ôi, sung muối chua ăn ngon lắm. Wow. Ở đây mình có một cái cây sung nếp á. Trái nó cũng không có nhiều lắm nhưng mà ăn rất là ngon. Bữa nay trái nó còn bé 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 à. Mình hái luôn. Đây là trên đường đi. Qua ở đây cái view nó rất là đẹp nha. Này, đẹp lắm. Đây cái gốc sung đó. Đó cái gốc sung đấy, to to đùng luôn. Trái nó không có nhiều. Trái nó lai gai thôi mà nó cao lắm. Đây gốc sung này. Wow. Ôi, gốc sung to, trái rất cao tuốt ở trên kia mới có trái nha. Bây giờ mình sẽ bẻ nó nha. Đây, bây giờ mình hái xuống nha. Nó rụng xuống. Mình quay cũng hơi khó nha. Wow, cái này cao. Cao chót chót luôn. Ôi. Đây mình hái nó xuống được một ít rồi đây. Đây là cái trái sung nha, sung nếp á. Mình hái trái nó còn hơi nhỏ á. Đây. Trái này nó còn hơi nhỏ chưa có to nha. Bên này mình sẽ làm cái món sung chua. Sung muối chua rất là ngon. Cây sung rất là đẹp. Đây, nhìn quang cảnh ở đây ha. Ồ, đẹp không? Một cái view rất là đẹp luôn. Wow. Một cảnh đẹp quá. Để đi nhặt nó nha. Có trái sung chín. Nhưng mà sung chín thì không làm chua được nha. Đó, bây giờ mình đi nhặt. Trái này nhỏ nhỏ mình. Có trái này to, còn mấy trái kia nó hơi nhỏ nhỏ thôi. Mà mình hái luôn. Nhỏ ăn nó sẽ ngon giòn. Mà cái này sung nếp ăn nó mềm mà nó giòn, mà giòn mềm chứ nó không phải là giòn cứng nha. Ăn rất là ngon. Giờ mình đi nhặt nó nha. Wow. Ai Sư ơi. Đây cái này nguyên chùm luôn nè. Ngon quá. Ủa kiến vàng. Quá trời kiến vàng cắn quá. Đây, và bây giờ mình đã hái được bao nhiêu đây nha. Ăn đủ khoảng một keo rồi nha. Cái này nó cao lắm nên cùng mình cũng khó hái nha. Nó cao quá. Mà nó cũng có kiến nhiều quá. Quá trời kiến vàng luôn. Nên mình hái cũng hơi khó nha. Đó, có nhiêu đây thôi. Bây giờ mình sẽ đi nha. Đó, mình đi về mình muối nó nha. Cái này mình muối chừng 3-5 ngày là ăn được. Rất là ngon nha. Rồi bây giờ mình đi về mình hái muối đây. Và bây giờ mình sẽ đi đào củ riền nha. Để làm vào cái củ, làm vào cái sung muối á, cho nó dương lên nha. Thường mấy món chua đồ này kia là nó đồ ăn muối chua đồ nó hay âm á, mình nên mình sẽ đi lấy một ít củ riền để bỏ vào chung á. Đây bây giờ mình đi lấy đây. Đây ở đây có một cái bụi riền rất là to luôn. Nó có bông luôn rồi nè. Đây bây giờ mình sẽ đào nó lên nha, đào cái củ nó lên. Đây giờ mình đào mình lấy củ nó nha.
cần lấy một ít là được. Ủa, nó cũng sâu quá. Cũng non non cho nó ngon nha. Đây chỉ cần một củ nhỏ vậy là đủ rồi nha. Giờ mình đem đi rửa nha. Đây bây giờ mình đi rửa xung nha. Ây da, mình cắt nó ra đây mình rửa nha. Thường là mình phải cắt nó ra nha, chứ thôi nó sẽ có cái con dễ thương ở trong đó. Cắt nó ra để mình coi nha. Đây và bây giờ mình sẽ cắt nó ra nha. Mình vẽ đôi nó ra để mình coi có cái con gì trong này. Xung này xung nếp ăn rất là ngon nha, nó mềm ngon. Rồi, bây giờ mình xong rồi nha, đổ ra mình rửa lại. Sạch rồi nha, mình sẽ để cho nó gáo gáo nước nha. Đây, sùng rất là ngon luôn. Wow, rất là ngon luôn ha. Tỏi, đó, mình có phần nửa củ tỏi, ít củ riền, đây củ riền mình mới đào ha, và vài trái ớt nha. Giờ mình sẽ rửa nó. Đây bây giờ mình sẽ bắt nước sôi lên nha. Mình sẽ bắt nước sôi lên để mình làm nha. Đây, mình sẽ chờ một chút cho nó sôi nha. Trong thời gian chờ mình sẽ đi qua đây mình sắc cái riền với cái ớt tỏi nè. Đây. Mình sẽ sắc lát ra nha. Nếu mình thích ăn cay á, thì mình có thể sắc nhiều ớt một tí nha. Này là tùy mình. Rồi bây giờ mình tỏi mình cũng sắc ra lát lát luôn nha.
Thế bây giờ mình sẽ muối vô cái keo này nha. Bây giờ mình cho vào nha. Đây, mình cho cái tỏi, ớt, dư ghiền vào đây nha. Rồi bây giờ mình cũng sẽ cho sung vào luôn nha. Vừa một keo luôn. Wow. Mình để đây sẵn đây nha. Đấy. Đây mình vô keo mình để sẵn ở đây nha. Đây bây giờ nước sôi rồi nha. Mình sẽ cho ra cái thau này nha. Mình canh cho nó vừa vừa cái này là được. Bây giờ mình sẽ nêm nó nha. Mình sẽ cho một ít bột nêm nấm hương. Một ít đường nha. Một ít đường. Một tí xíu muối. Một ít giấm ăn nha. Đó. Này là giấm của Thái nha. Để cho nó nhanh chua hơn á. Thường có giấm là khoảng cỡ 3 ngày. Bây giờ mình sẽ để cho chờ cho nó nguội rồi mình mới cho vào keo nha. Bây giờ mình quậy ra xong rồi. Khuấy ra xong rồi. Mình sẽ chờ cho nó nguội nha. Đây, và bây giờ cái nước nó đã nguội rồi nha. Đó, cái nước của nó đây. Nó nguội rồi. Nước nó nguội rồi. Mình sẽ cho vào cái keo sung muối này nha. Bình thường thì mình có thể cho nó vào cái tỏi, cái ớt với cái ghiền này từ lớp. Nhưng mà ở đây mình sẽ không bỏ như vậy. Không để như vậy, mình sẽ để ở phía dưới. Rồi cái hơi của nó, cái vị của nó sẽ thấm ngược trở lên nha. Giờ mình sẽ cho nước vào nha. Mình đổ vào ngập nha. Mình từ 3 tới 5 ngày là dùng được nha. Wow, rất là ngon luôn. Cái này là sung nếp nha. Nên ăn rất là mềm. Mềm mà mềm giòn chứ không phải là mềm bình ấy nha. Ăn ngon, từ 3 tới 5 ngày là mình sẽ ăn được. Xin chào và hẹn gặp lại nha.